Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của xe điện Hải Đăng. Hôm trước thì mình gặp một trường hợp do quên không mang theo đồng hồ, và lúc đó thì mình đang muốn đo điện áp của một chiếc nguồn. Đúng là trong cái khó ló cái khôn, mình đã sử dụng thiết bị đo sạc để đo chiếc nguồn đó, và hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì đây là thiết bị đo sạc, trong một video thì mình đã giới thiệu chi tiết với các bạn rồi. Nó có chức năng là kiểm tra sạc và có thể kiểm tra xem xe điện có bị quá tải hay không. Các bạn có thể xem thêm video đó trên kênh của xe điện Hải Đăng. Thì đây chính là thiết bị được mình dùng để chế thành một chiếc đồng hồ đo vôn. Về bản chất thì thiết bị đo sạc này là một chiếc vôn kế, giúp cho chúng ta có thể biết được điện áp vôn và cường độ dòng điện là ampere là bao nhiêu. Và mình sẽ lợi dụng chính tính năng này để biến nó thành một chiếc vôn kế. Cái mà mình cần phải làm thêm đó là sử dụng thêm một chiếc đầu jack bình ắc quy loại cái như thế này và cắm nó vào như mình đang làm. Bây giờ thì mình sẽ dùng thử cho các bạn xem. Mình có một chiếc adapter 12V ở đây, và bây giờ thì mình sẽ dùng đồng hồ để đo trước. Điện áp mình đo được lúc này đang là 12,24V, và bây giờ thì mình sẽ dùng nó để đo. Mình sẽ chạm cực dương với cực dương và cực âm với cực âm. Các bạn có thể thấy là điện áp lúc này đang là 12,3V, có sai số một chút so với chiếc đồng hồ vạn năng của mình. Chiếc vôn kế này nó sẽ làm tròn, ví dụ như 12,24V mà lúc trước mình đo bằng đồng hồ vạn năng thì nó sẽ làm tròn lên 12,3V. Mình sẽ đo thêm một thiết bị nữa. Đây là chiếc sạc dự phòng Xiaomi của mình. Mình sẽ dùng nó để đo thử cho các bạn xem. Chiếc sạc dự phòng thì điện áp đầu ra là 5V. Và bây giờ thì mình sẽ dùng đồng hồ vạn năng để đo trước. Điện áp lúc này đang là 4,83V. Và bây giờ thì mình sẽ đo thử. Điện áp lúc này là 5V, khá là chính xác. Ngoài ra thì bạn có thể sử dụng nó để đo bất cứ thứ gì mà bạn muốn trong giải điện áp tối đa là 99V. Như vậy là trong video mình đã hướng dẫn các bạn làm một chiếc vôn kế sử dụng chính chiếc đo sạc của xe đạp điện. Hy vọng video sẽ hữu ích với các bạn trong những lúc cần thiết. Thông tin chi tiết về chiếc đo sạc mình sẽ đặt trong phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác.